nhỏ. Một lát cô sẽ cho tụi con cái tựa cuốn sách. Tụi con sẽ lên thư viện con lục cuốn sách này. Trong này hình hài màu mè nó có đủ hết nha. Rồi bây giờ một cái phản ứng đó là miễn dịch điện di thấm mềm. Bây giờ ở trên đây sao? Ở trên đây cô có 5 cái loại. Một là cái serum SP là protein. Serum protein đó là protein của huyết thanh, là trong cái rãnh thứ nhất. Cái rãnh thứ hai là cô có gamma globulin. Rãnh này là albumin nha. Rồi cô có Owens. Cái rãnh thứ hai là IgG. Và rãnh thứ ba là IgA. Rãnh thứ tư là IgM. Là rãnh thứ năm là cái chuỗi cấp 3. Là thứ sáu là cái chuỗi lambda. Rồi bây giờ đây tất cả là những cái protein. Bây giờ protein là những, đây là những kháng thể trong người con đó. Protein total tức là protein của huyết thanh, IgG, IgA, IgM, cái chuỗi cấp 3 của các kháng thể và chuỗi lambda của kháng thể. Nhưng mặc dù tên là kháng thể nhưng bản chất của nó là protein. Rồi bây giờ cô mới phủ cái kháng với cái đó, kháng với cái đó lên từng cái rãnh này nha. Thì cô sẽ phủ tương ứng. Rồi cái băng thứ 6 thì cô sẽ phủ kháng kháng thể toàn phần. Rồi thì bây giờ ở đây thì cô thấy trong serum protein thì cô thấy có hai vạch. IgG cô có một vạch. Cái chuỗi lambda cô có một vạch. À, mà ba cái này cô không thấy gì hết. Vậy thì sao? Như vậy thì trong mẫu máu này là cái gì? Mẫu máu này không chứa IgA và IgM. Trên nguyên tắc là nếu có IgA thì chỗ này cô sẽ xuất hiện một cái vạch ở đâu đó. À, cái vạch này dành cho IgA. Nếu có IgM thì nó sẽ xuất hiện ở đâu đó. Có cấp 3 thì nó sẽ xuất hiện ở đâu đó. Nhưng bây giờ không có. Nhưng mà như vậy cô chỉ có cái IgG và lambda. À, như vậy thì mà cái IgG này có giả đậm. Vậy thì cái này cái lượng IgG nó nhiều. À, rồi vậy thì cô so lại cái mẫu serum protein. Vậy cái protein huyết thanh của ông này có được hai, một cái là IgG. À, còn cái khúc dưới này nó không có tương ứng với ai hết. Được chưa? Thì cái phản ứng này nó khác với cái phản ứng xẻ rãnh hồi nãy như thế nào. Hồi nãy cô xẻ rãnh ra nó khuếch tán. Còn phản ứng này nó mạnh hơn cái phản ứng hồi nãy ở chỗ nào? Là cô phủ trực tiếp lên. Thành ra nó, cái số lượng, cái sự tác dụng nó sẽ nhiều hơn. Được chưa? Phản ứng miễn dịch thấm men thì cô phủ trực tiếp, thành ra nó tác dụng trực tiếp, còn nãy nó phải từ từ di chuyển, cho nên khi nó từ từ di chuyển thì cái có thể phản ứng của cô nó không rõ ràng. Rồi, rồi áo đỏ chụp xong chưa con? Rồi ha, thì cái này cô làm gì? Mục đích cô phát hiện kháng nguyên trong máu, trong nước tiểu, trong dịch não tủy ở nồng độ rất thấp. Tại vì cô nói nó trực tiếp số lượng nhiều. Nha, vậy con xong cái nắp con đẩy đi cho các bạn được không? À, con hai cô dùm cô gì đó. Cô khổ là cô không có quyền cô cho điểm con. Nha, tại vì điểm này nó liên hệ đến nhiều người. Ở dưới vậy đó, cô dạy hai con đứa nó làm hết dùm con mà khỏi công gửi thì cái máy của cô nó chứa nhiều cái dữ liệu khác nữa con. Mà cái này mỗi bữa cô gửi, cô phải gửi từng thai cực lắm. Nhưng mà tụi con thì tụi con có nghệ thuật, con làm cái một. Rồi, những sai sót trong kỹ thuật điện di. Nha. Cô đưa dòng điện sai, nó đi ngược hướng.
Cái thứ hai, cô chỉnh pH sai. Cái thứ ba, nồng độ kháng nguyên kháng thể không có tương ứng. Cái thứ tư, dòng điện mạnh quá, ví dụ bữa đó ông nhà nước ông cho điện ông giật lên cái quá mạnh hay là nó yếu quá. Dòng điện mạnh thì phản ứng xảy ra quá nhanh nó cũng sai, mà dòng điện yếu thì protein, nhớ không? Hồi nãy protein mình nó phải tách ra là 5-6 mạnh, bây giờ protein không thèm tách ra thì cái dòng cái tuổi còn không có. Rồi cái nữa mình làm biến á, các nguyên các thể mình hạ tiện mình đủ chút xíu thôi, nó không đủ phản ứng, đó là những sai sót trong kỹ thuật điện viên. Rồi nãy giờ mình xong phản ứng kết tủa, giờ cô đến loại phản ứng thứ hai là phản ứng ngưng kết, là sự kết hợp giữa kháng nguyên hữu hình và kháng thể. Ở đây cô có ba loại ngưng kết: ngưng kết trực tiếp, ngưng kết trực tiếp mà cô còn gọi là chủ động, ngưng kết gián tiếp hay là thụ động, ngăn ngưng kết và ngưng kết kiểu cung. Tính là bốn loại cho mấy bạn. Cái này cô dịch y đâu sách ra mà nó viết số 3. Lúc cô dịch bài cô không thấy kỳ mà cô không dám sửa sách. Nên sách nước ngoài mà nó có cái ý gì đó mình chưa hiểu hết. Rồi để xảy ra phản ứng ngưng kết là nãy cô nói rồi. Nãy mình có hai cái avidity với affinity đó nha. Thì hai cái phản ứng đó nếu nó mạnh thì phản ứng ngưng kết nó rất là tốt. Ví dụ như nếu mà đối với cái phản ứng của con là phản ứng IgG á, kháng thể của con là kháng thể IgG á, thì nó sẽ ngưng kết yếu hơn kháng thể là IgM. Tại hồi nãy nhớ không, mình nó có mấy cái lực á, thì IgM cái avidity nó rất là mạnh nha. Nó cái sự ngưng kết giữa các kháng nguyên và kháng thể nó mạnh lắm, đối với IgM mà đã phản ứng IgM nó mạnh hơn IgG. Rồi cái ý thứ hai là cái quyết định kháng nguyên nhiều hơn. Trên bao nhiêu khuẩn cô có cái kháng nguyên, kháng nguyên này ngưng kết với kháng thể, còn con vi khuẩn khác. Kháng nguyên ngưng kết với kháng thể không phải là ngưng kết chỗ nào mà ngưng kết trên những quyết định kháng nguyên. Vậy cái kháng nguyên nào mà càng có nhiều quyết định thì nó sẽ gắn nhiều hơn nữa. Cái này hai cái bản chất tốt rồi, nhưng mà bây giờ môi trường có tốt hay không?
điều kiện môi trường, nồng độ kháng nguyên kháng thể có tương ứng hay không. À, cái hồng cầu và con vi khuẩn là hai cái đó bản chất nó tích điện âm nha. Cho nên hai cái hồng cầu, hai hồng cầu không thể dính chùm được. Rồi, hai con vi khuẩn bình thường nó không dính chùm, nó đẩy nhau, nhưng nếu có kháng nguyên kháng thể thì nó tích, nó sàn ăn gắn kết với nhau. Rồi ICM với ICC. Cái này ICM là cũng vậy, thì 6 cái gì? 5 cái rồi. ICM à. Rồi cái ICM khác nó sẽ gắn với con vi trùng. Thì ICM này ít nhất là nó gắn được 5 con vi trùng. Còn về ICC nè, rồi đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa, giờ nếu cô vẽ ICC vô đây, ICC nè nha, thí dụ đây là ICC nó nằm chỗ này nha, à, đây là ICC, đây là ICC nằm chỗ khác, đây là ICC nằm chỗ này, thì cái ICM của con á, cái khoảng này nè, từ đây ra đây rất dài, 35 nanomet. Còn ICC nó có chút xíu thôi, mà con vi trùng ở chỗ này này là. Vậy thì ICC này nó không có kiếm đi được tới đây, nó gắn mụn, nó không đi tới đây. Kết quả nó không gắn vi trùng. À, còn ICM do cái khoảng cách nó rất dài cho nên vi trùng ở đâu nó cũng đi tới được. Cái thứ hai nó có 5 cái đường tủa ra. Còn ICC nó chỉ có 2 cái đường tủa ra. Thành ra đây là cái bất lợi của ICC. Trong cái slide này cái ý cô nói sự tạo ra mạng lưới ngưng kết nó bị dở chỗ nào? Dở thứ nhất là điều kiện môi trường. Môi trường con không đúng với nó thì nó không có ngưng kết được. Nha. Cái thứ hai nồng độ kháng nguyên kháng thể. Thì mấy cái đó thì cô làm gì? Cô sẽ chỉnh cái pH tốt, chỉnh nhiệt độ tốt thì môi trường của cô nó tốt. Còn nồng độ kháng nguyên kháng thể thì cô phải bỏ vô đủ. Cái thứ ba, hồng cầu và vi khuẩn để tự nhiên thì nó sẽ không liên kết, tại vì hai cái đó bao giờ nó cũng đẩy nhau, hai cái đều tích điện âm cho nên nó đẩy nhau. Cái thứ ba cô muốn nói về cái vấn đề ICC và ICM, mặc dù điều kiện tốt hết nhưng mà nếu cô so sánh giữa ICC và ICM thì ICM cô cho hai đứa điều kiện đều tốt, nhưng đứa ICM nó ngưng kết tốt hơn đứa ICC là tại cái hình trên bảng. Hiểu ý không? Đó. Như vậy muốn ICC tốt thì cô phải kiếm cách nào đó cô kích thích nó ha, cô bằng nhiều cái điều kiện nữa thì ICC nó mới tốt được. Còn để tự nhiên thì con thấy như cái hình bên này. Rồi áo đỏ xong chưa? Khi nào con chưa xong thì cô coi lấy con làm chuẩn đó. Rồi tới trưa con đẩy vô bạn luôn cái nó khỏi kêu la. Rồi bây giờ hiện tượng ngưng kết xảy ra như thế nào? Đầu tiên cô bỏ kháng thể vô. Rồi đây là những kháng nguyên, trên kháng nguyên có những quyết định kháng nguyên màu đỏ đỏ. Vậy thì đầu tiên là một cái kháng thể nó gắn với một kháng nguyên trước đã, một cái quyết định kháng nguyên trước. Rồi sau đó thì nó mới bắt đầu. Ở đây là cái gắn lộn xộn, mới đầu vô nó cứ việc gắn đi. Rồi bây giờ nó mới sắp xếp từ từ lại, nó hơi cái hình nó hơi thành mạng lưới. Và cái hình cuối cùng là nó tái sắp xếp lần thứ hai, thành ra nó tạo cái mạng lưới hoàn chỉnh. À, nghĩa là cái diễn tiến trong phản ứng xảy ra là như vậy. Được không?
Đây thì đây chỉ là minh quả thôi nha, chứ mới đầu vô không có gắt cái cục mà nó ra cái lần người liền. Rồi bây giờ hồi nãy cô nói để tăng cường hiện tượng tạo mạng lưới đúng không? Giờ ICC nó dở thì cô làm gì? Cô giảm lực y dông trong môi trường ha, nghĩa là cô không cho nó đẩy nhau nữa. Nếu có lực y dông thì nó sẽ đẩy bằng cách là cô cho cái lượng albumin của cô dao động từ 5 đến 30%. Nha, cô tăng cái độ nhớt của môi trường lên, cô giảm nước đi, cô cho những cái chất như là bromelain, babain, trypsin để cô giảm cái điện tích về mặt hồng cầu. Nãy cô nói hai hồng cầu đẩy nhau thì giờ cô bỏ mấy này vô thì hai hồng cầu nó bớt âm đi. Cô dùng cái trypsin, cô cắt cái chất cyanolipoprotein ra khỏi bề mặt hồng cầu. Khi tách vậy thì trên bề mặt hồng cầu sẽ xuất hiện nhiều kháng nguyên. Cô lắc, cô liên tâm thôi. Rồi, con nhớ ICG ngưng kết ở 37, còn ICM ngưng kết ở 27 độ. Rồi, kháng thể ABOO phản ứng xảy ra tốt ở phòng thí nghiệm. Nha. Kháng thể nhóm máu khác phản ứng xảy ra tốt ở 37 độ. Vậy sao? Giờ con làm phản ứng truyền máu ha, con lấy máu với nhau. À. Thì con phải quan trọng đối với nhóm ABO á, thì con để nhiệt độ thường con coi nó có ngưng kết hay không. À. Rồi cái điều kiện pH là 6,5 đến 7,5. Được chưa? Thì đó là những cái nguyên tắc để cho phản ứng miễn dịch nó xảy ra tốt. Rồi bây giờ các loại phản ứng ngưng kết. Thì mình biết rồi, kháng nguyên để phát hiện kháng thể bệnh nhân. Thì ứng dụng là cái gì? Phản ứng ngưng kết là kháng nguyên kết hợp với nhau, nhìn thấy cái mạng lưới. Thì cô dùng để phát hiện nhiều bệnh lắm. Thứ nhất là thử nghiệm vi đan, phát hiện thương hàn, thử nghiệm nhóm máu ha, cô bỏ vô. Thử nghiệm tiền HIV, HBV, HCV, nói chung là các chữ H. Rồi. Thì cô có hai cách làm. Một là định tính, cô cho một cái miếng kiến, cô làm ẩm ấm 37 độ. Cô nhỏ một giọt huyết thanh lên, cô nhỏ một giọt vi trùng lên. Thì cuối cùng nãy cô nói đó, cô sẽ thấy cái lợn cận ở trên miếng kiến. Nãy cô giả bằng đầu nhớ không? Một giọt vi trùng, một giọt huyết thanh, rồi lắc một chút xíu thì cô sẽ thấy nó hột hột như hột muối vậy đó. Định lượng. Bây giờ cô lấy huyết thanh bệnh nhân, cô pha ở các nồng độ khác nhau. Huyết thanh có nhiều nồng độ, cho một lượng kháng nguyên không đổi. Thật ra cái này dùng cái giếng thì nó đúng hơn là cái ống. Nhưng mà cái nguyên con gì là cái gì, cái loài nó không hiểu cái này cũng ống. Bây giờ nếu cô có 80 đơn vị ở đây á, cái lượng kháng nguyên của cô là không đổi nha.
lượng kháng nguyên không đổi, là lượng kháng nguyên của cô có 5 cái kháng nguyên thôi. Bây giờ máu bệnh nhân nó có tới 80 cái kháng thể lận, thì cô bỏ vô đây xong thì cô rửa đi, thì cái lượng kháng thể dư nó mất đi. Sau khi rửa rồi thì cái cô nhỏ vô xong thì nó đã kết hợp rồi, cô mới rửa, cô chừa cái dư, cô bỏ đi cái dư, vậy thì phản ứng này vẫn dương. Rồi tiếp theo cô bỏ vô, cô vẫn rửa thì phản ứng vẫn dương ha. Cô pha loãng hoài tới đây phản ứng vẫn dương, nhưng tới đây nữa cô bỏ vô, cô rửa xong ở đây nó còn mất 2,5 thôi thì phản ứng này nó âm. Hiểu chưa? Cô ứng dụng cái phản ứng này để cô làm gì? Cô biết là bệnh nhân này có 5 cái đơn vị kháng thể mà bệnh nhân này có tới 80 đơn vị kháng thể. Hiểu biết không? Tức là trong cái phản ứng ngưng kết, một là cô định tính. Cô định tính thì cô chỉ cần cô nhỏ lên cái lam, một giọt kháng nguyên ha, rồi một giọt kháng thể vô đây, thì một lát cô sẽ thấy lệnh cỡ. Cô nói à, vậy là bệnh nhân này dương tính với lại HPV, được không? Rồi, nhưng mà cô đã là dương tính thôi, chứ cô không biết ông này có bao nhiêu kháng thể. Cô mới làm theo cái phản ứng dưới này. Thì sau khi làm theo phản ứng dưới này thì cô thấy ông A có 80 mà ông B có 40, ông C có 20. Được chưa? Vậy là phản ứng ngưng kết cô sẽ phải làm ngưng kết định tính hoặc ngưng kết định lượng. Và ý nghĩa của cái phản ứng ngưng kết là cô sẽ tìm những cái phản ứng, tìm những cái bệnh màu đỏ đỏ trên bạn. Rồi, xong rồi ha, bạn áo đỏ. Bây giờ đó là ngưng kết trực tiếp. Và ngưng kết thụ động là cái gì? Ngưng kết thụ động hồi nãy cô có kháng nguyên, đó là chỉ kháng thể à. Cô thấy rõ ràng bằng mắt thường. Rồi, nguyên một cái phần đầu nãy là cô gọi phản ứng kết tủa là kháng nguyên với kháng thể. Cô làm trong ống nghiệm nó ra những cái phản ứng, nhớ không? Bên phần kết tủa ha, cái gì đó, khuất tác xà đơn, rồi ướt sạc lưu đi, rồi miễn dịch này kia là kết tủa. Bây giờ cũng cái kháng nguyên hòa tan như vậy, thay vì cô làm tất cả những phản ứng đó thì bây giờ cô dễ dàng nhiều, cô không thể làm gì được. Cô lấy cái kháng nguyên đây nè, đây là cái hộp cầu hoặc là một cái hạt nhựa nha. Cô sẽ bao cái kháng nguyên của cô xung quanh và cô cho nó ngưng kết y như thế này. Cô không cần làm út sạc lô ni, không cần làm gì hết để làm kia phức tạp. Cô chỉ cần cô lấy kháng nguyên hòa tan bao quanh hồng cầu hoặc một hạt nhựa tên là hạt latex thì cái phản ứng ngưng kết vẫn xảy ra. Thì đây cô gọi là ngưng kết thụ động. Hiện tượng ngưng kết này phải thông qua một cái hồng cầu hoặc một cái hạt nhựa, tức là cô mượn cái hình của cái hạt nhựa để cô tạo thành cái hình dạng rồi cô cho ngưng kết. Được chưa? Kháng nguyên hòa tan thì không có thể ngưng kết được. Muốn vậy thì cô phải làm cho nó có một cái hình bằng cách cô bao nó quanh cái hồng cầu. Được chưa? Đó. Thay vì cô làm một đống phản ứng hồi nãy mất thì giờ cực khổ, cô làm cái này nhanh hơn, đúng không? Cô chỉ cần bao quanh nó hồng cầu thôi. À, cái đó người ta có kỹ thuật nha. Kỹ thuật này rất là phức tạp, nói chứ không đơn giản đâu. Người ta chế sẵn, người ta làm sẵn á, người ta có một cái kỹ thuật đàng hoàng chứ mình không có dễ dàng gắn đâu. Người ta tách hồng cầu ra rồi người ta bỏ những cái hóa chất vô để cho hồng cầu nó mất hết những cái sự tích điện của nó đi rồi mình mới gắn vô. Bao quanh nói chung là cực lắm, nhưng mà điều mấy người nhà khoa học nghĩ ra người ta bao quanh xong rồi người ta bán những cái giếng nó có sẵn cái hồng cầu có kháng nguyên rồi. Cô chứ cứ gì cô nhỏ máu bệnh nhân vô 80, 40 thì cô định lượng, thì đối với cái người làm việc rất là khỏe. Còn hồi nãy cái người làm việc nào là đổ miếng thành 2% rồi cho điện chạy tới chạy lui rồi so cái này với cái kia cực quá. Còn cái này dễ dàng, cô mua cái đó cô chế vô, cô biết ông này 80, ông kia 40 liền, đúng không? Còn nãy mình làm út sạc lưu ni, con biết ông đổ thành út sạc lưu ni không có dễ đâu. Giờ con về con đổ rau câu chưa chắc gì con đổ được, mà giờ con đổ thạch có 2%, giờ con về con lấy đi 2 gram thạch
thay vì cái miếng rau câu mà nó cho vô 2 lít nước ha, thì bây giờ của con là nãy 10% với 2%, giờ con thay vì cho 2 lít nước thì cái bịch rau câu đó con cho 10 lít nước, con thử con đổ đi rồi con mới biết sự khó khăn, hiểu chưa? Vậy trong những phản ứng hồi nãy cô mô tả trên thực tế là rất khó, thì cô đổi lại bằng phản ứng này. Thì ngưng cái thụ động thường cô dùng để làm cái gì? Phát hiện kháng thể kháng nhân, rồi kháng thể kháng streptogroup A, dùng sắn, giang mai, CMV, thủy đậu, HIV. Ngưng cái đảo ngược, thụ động đảo ngược là cái gì? Hồi nãy cái hạt latex của cô được bao quanh bởi kháng nguyên. Bà ơi im lặng cô đi. Hồi nãy hạt latex bao quanh kháng nguyên hòa tan đúng không? Thì bây giờ thay vì cô bao quanh cái hạt latex bằng kháng nguyên thì cô sửa lại cái chữ kháng nguyên là kháng thể vậy thôi. Cô nhắc lại ngưng kết đảo ngược, thụ động đảo ngược nghĩa là thay vì cô bao cái hạt bằng kháng nguyên thì giờ cô bao cái hạt bằng kháng thể. Nếu cô bao cái hạt bằng kháng thể thì cô phải tìm con vi trùng đúng không? Hồi nãy cô bao cái hạt bằng kháng nguyên thì cô sẽ tìm máu bệnh nhân. Còn giờ cô bao hạt này bằng kháng thể thì cô sẽ đi tìm vi trùng. À, vậy là cô lấy vi trùng trong mẫu bệnh phẩm. Rồi, thay vì cô gửi cái mẫu bệnh phẩm nó đi nuôi cấy thì nó mất tới 3 ngày nó mới trả lời kết quả cho con. Thì bây giờ cô gửi tới cái ông này, ông chỉ cần ông bỏ vô là phản ứng ngưng kết xảy ra, ông nói có nhiễm con đó trong nửa tiếng đồng hồ, được chưa? Thì đây là cô phát hiện một lố con Streptococcus staphylo. Quan trọng là gì? Streptococcus staphylo cô cấy được, nhưng mà não mô cầu nó chết trong một ngày thì cô cần làm phản ứng này nha. Bệnh nhân chết cô đợi tới 3 ngày xuống dưới làm gì nữa, đúng không? Là cô phải cấy liền. Cô phải hemophilus, bệnh này gây viêm màng não, nhiễm rota, streptococcus neoformans nha. Rồi bệnh tả, candida. Rồi cái CRB là một phản ứng viêm của cơ thể, một số protein của huyết tương, hoặc là đo nồng độ hormone, nồng độ thuốc. Đây ngưng cái thụ động đảo ngược nè, con nhìn nè, đây là cái hồng cầu hay hạt latex nè, cô cho kháng nguyên nó bu xung quanh, rồi cô cho kháng thể vô, cô xin lỗi, hai cái hình này nó đảo ngược, hồng cầu với kháng nguyên hòa tan đúng không? Cái hình này nó kết hợp hai cái phản ứng luôn, ngưng kết thụ động và ngưng cái thụ động đảo ngược. Bây giờ ngưng cái thụ động trước nè, kháng nguyên hòa tan bao quanh cái hồng cầu, rồi cô cho kháng thể bệnh nhân vô thì nó ngưng kết. Bây giờ ngưng kết thụ động đảo ngược, thay vì cô bao quanh cái hạt hồng cầu bằng cái kháng nguyên thì cô gắn kháng thể vô, rồi sau đó cô cho kháng nguyên bệnh nhân vô thì nó vẫn xuất hiện ngưng kết. Vậy cái hình này nó có chữ A chữ B, chữ B là đảo ngược, chữ A là không đảo ngược. Ngăn ngưng kết. Nãy giờ cô để xảy ra ngưng kết, cô tìm phản ứng.
cô có con virus cúm. Con virus cúm nó có những cái kháng nguyên rất ái lực với hồng cầu, cho nên bao nhiêu hồng cầu dưới đây hết vô hết. Vậy kết quả cái 25 nanomet không còn nữa, đông máu luôn. Được chưa? Rồi, nếu cho virus cúm vô thì tất cả hồng cầu ngưng kết xung quanh virus cúm. Bây giờ cô cho hồng cầu vô, cô cho kháng thể vô. Kháng thể không có kết hợp với hồng cầu. Cô cho kháng thể cúm vô. Rồi cô mới bỏ virus cúm vô sao? Vậy thì kháng thể cúm nó sẽ bắt lấy virus cúm. Hồng cầu này không ngưng kết. Đây là ngưng phản ứng ngăn ngưng kết. Rồi nha. Không ngưng kết là phản ứng dương tính, hiểu chưa? Có nhiều bạn hơi cắt mắt, hiểu không? Con nhìn trên bảng, hồng cầu này cách hồng cầu kia 25 nanomet để cho máu mình nó chạy. À, con virus cúm có những cái kháng nguyên mà ngưng kết hồng cầu, nghĩa là có những kháng nguyên mà ái lực với hồng cầu. Vậy khi virus cúm vô người mình thì bao nhiêu hồng cầu nó tụ về virus cúm hết và cái khoảng cách 25 nanomet không còn nữa. Hiểu chưa? Rồi. Cho nên trong cúm mình có thể mình bị khó thở tại vì hồng cầu mình nó hết rồi. Rồi. Bây giờ cô làm thí nghiệm. Cô bỏ hồng cầu vô trước. Nhưng trước khi cô bỏ virus cúm thì cô bỏ kháng thể của người bệnh nhân bị cúm vô trước. Cô nghĩ là ông đó bị cúm. Cô có một cái mẫu là ông bị cúm, ông bị HIV. Khi cô bỏ vô, vậy cô bỏ kháng thể vô trước, cô đang suy nghĩ coi kháng thể đó là kháng thể gì. Sau đó cô mới bỏ con cúm vô, đừng có bỏ cúm trước, bỏ cúm trước vô là nó sai. Phản ứng sẽ không xảy ra được. Cô bỏ kháng thể để cô ngăn chặn trước, rồi cô mới bỏ virus cúm vô. Hiểu không? Thì nếu cái người đó đúng là virus cúm thì hiện tượng sẽ không có hiện tượng ngưng kết. Còn nếu ông đó là HIV thì vẫn ngưng kết. Được không? Hơi quá hiểu chỗ này. Cô đang chẩn đó. Cô đang chẩn đó. Cái bệnh nhân này bị cúm. Bệnh nhân này bị HIV. Hai ông đều sốt, cô biết ông này bị bệnh gì. Cô nghĩ là cúm. Bây giờ cô có cái ống nghiệm. Cô bỏ hồng cầu vô. Được chưa? Rồi cô đều bỏ máu của hai ông vô hết. Thì máu ông này có kháng thể cúm. Kháng thể cúm nằm đây. Máu ông này có kháng thể HIV. HIV nằm đây. Được chưa? Cô mới bỏ bước thứ ba là cô bỏ con cúm thiệt sự vô đây. Tức là đây cái con cúm thiệt sự nó vô đây, nó bị ngưng kết. Kết quả là hồng cầu này không ngưng kết. Được không? Rồi, cái máu ông này là HIV. Bây giờ cô bỏ con cúm thiệt sự vô. Con cúm này con cúm mẫu. Thì ông máu ông HIV đâu có ngăn chặn con cúm của cô. Kết quả là hồng cầu ngưng kết. Phải không? Không còn. Không, nó rồi. Hiểu chưa? Phản ứng này để cô chẩn đoán cho bệnh nhân bị bệnh gì. Vậy thì quy ra là ông Minh, ông này không phải bệnh cúm. Còn ông Minh gì cả không? Đây, nếu cô nhìn nè, chính là cái hình cô vẽ ra bản dễ hiểu hơn cái hình này. Cô có kháng thể bệnh nhân nha. Cô có kháng thể. Cô cộng với cái mẫu bệnh nhân. Cô ổn. Rồi. Trường hợp này ông bệnh nhân này có sẵn cái kháng nguyên. Thì kháng nguyên này nó sẽ kết hợp với kháng thể.
này cô giải thích trên cái hình, nhưng mà chính là cái điều cô nói dễ hiểu hơn. Im lặng giùm cô đi nha bạn ơi. Ai ai muốn nói chuyện riêng cứ ra ngoài nha. Thang thể, cô phụ với cái mẫu bệnh nhân, bên đây hai bên đều phụ với mẫu bệnh nhân, thì cái mẫu bệnh nhân này có sẵn kháng nguyên cho nên nó ngưng kết. Rồi cái mẫu bệnh nhân này không có kháng nguyên tương ứng cho nên nó không ngưng kết. Rồi bây giờ cô thêm cái hạt latex gắn cái kháng nguyên nữa nha. Bên đây cô cũng thêm, thì em không nhìn thấy cái hình trên này nè, kháng thể này đã gắn kháng nguyên rồi, thì xuống đây có cho gì nữa nó cũng không gắn kháng nguyên. Còn bên đây kháng thể của bệnh nhân chưa gắn gì hết cho nên xuống đây nó gắn, được chưa? Đó là hiện tượng ngăn ngưng kết nha. Nhưng mà cái hình này nó khó hiểu hơn cái điều của nó. Rồi thì ngăn, đó là cô giải thích cái ngăn ngưng kết hồng cầu, tại vì cái hiện cô chưa dám giải thích cái hình này liền. Hình này là ngăn ngưng kết, ngăn ngưng kết là như thế này, còn hồi nãy là cô giải thích cho ngăn ngưng kết hồng cầu. Thì khi con hiểu ngăn ngưng kết hồng cầu thì ngăn ngưng kết nó cũng cùng một cái nguyên tắc nha. Rồi ngăn ngưng kết hồng cầu cô sẽ ứng dụng cái gì nha, ghi vô để thuộc lòng. Có thể sởi, quay bị, rubella, cúm, tất cả những bệnh liên quan đến đường hô hấp. Phản ứng đồng tụ, cô có cái con vi khuẩn Staphylococcus tròn tròn, trên con vi khuẩn này có những cái đốm mà người ta gọi tên đó là protein A. Nếu mình học bài tụ cầu vậy là mình có cái protein A là rất quan trọng của con vi khuẩn. Rồi cái protein A này đặc điểm của nó là nó khi mình cho protein A vô nó sẽ gắn được với cái đầu Fc của kháng thể nè. Kháng thể nè có hai đầu, cái hình mà chữ Y, cái chữ V ở trên là Fab, cái đầu thẳng thẳng á, cái đường chữ Y đó là cái mảnh Fc. Vậy cái protein A sẽ gắn được với Fc của kháng thể. Rồi bây giờ nếu cô bỏ kháng nguyên của bệnh nhân vô thì kháng nguyên của bệnh nhân kết hợp với kháng thể. Ngoài ra nếu mà cô không có những cái protein A này thì cái phản ứng xảy ra sẽ không có rộng lớn nha. Tức là một kháng nguyên kết hợp kháng thể. Còn giờ vì có protein A trên này, cô có 3 protein A, vậy cô sẽ có thêm 3 cái đầu gắn nữa, cho nên phản ứng của cô nó rộng rãi hơn nhiều. Vậy con tụi con nhìn cái hình nè. Nếu ở trên đây cô chỉ có một kháng nguyên thôi thì cô chỉ gắn được cái chữ này, còn hai chữ đỏ đỏ này không được gắn. Còn vì cô có những protein A trên đây, thành ra ở bên đây cô gắn một miếng, bên đây cô gắn một miếng, thành ra phản ứng nó xảy ra rất lộng rộng lớn, mình dễ nhìn thấy hơn. Nhưng mà phản ứng này nó không có màu, cái bất lợi của nó là không có màu. Rồi thì phản ứng này cô dùng để định danh những cái con vi khuẩn sau đây: Strepto, mạng não, lậu, tả và Haemophilus. Phản ứng cơm, phản ứng cơm là cái gì? Hồi nãy giờ cô giảng giảng là kháng thể hoàn chỉnh là kháng thể có thể ngưng kết. Nha, nãy giờ cô nói ngưng kết không ạ? Bây giờ trong máu mình vẫn có những kháng thể không thể ngưng kết được, nhưng bản chất nó vẫn là kháng thể. Rồi, như vậy thì vì nó không ngưng kết cho nên bản chất là kháng thể mà không ngưng kết, cho nên cô tính nó như là một kháng nguyên và cô dùng cái kháng thể khác để ngưng kết. Rồi đây, đây nè, cô có cái kháng thể nè gắn với một cái, đây là cái kháng nguyên đúng không? Kháng nguyên gắn với kháng thể, kháng nguyên gắn với kháng thể, nhưng mà rõ ràng con thấy cái này không cần mạng lưới. Cái hình phía ngoài cùng tay tay trái của cô nè,
Con thấy không hình mạng lưới không? Cái hình chủ cô đang làm nè. Trên nguyên tắc là cái này nó sẽ kết hợp với cái tròn tròn này. Cái này cứ mỗi cái tròn tròn đứng riêng lẻ, mặc dù khác thể có, nhưng mà rõ ràng khác thể và khác nguyên này không tạo mạng lưới. Khác thể này gắn khác nguyên nhưng không thành mạng lưới thì không có giá trị. Cô nhắc lại, khác thể và khác nguyên gắn với nhau nhưng không thành mạng lưới thì không có giá trị. À, vậy chỗ này không có giá trị. Cái khác thể này là khác thể của người, là khác thể khác đê đó. Thì bây giờ cô sẽ lấy một khác thể khác, là khác thể của thọ. Khác thể của thọ này thì nó sẽ ngưng kết với tất cả mọi loại khác thể của người. Hiểu không? Ngưng kết nghĩa là nó kết tụng lại với nhau. Vậy thì cô, khi cô bỏ cái này vô, bỏ cái này vô thì nó sẽ gắn với khác thể của người và nó tạo thành cái mạng lưới ngưng kết. Cô nhắc lại, cái kháng thể chữ Y màu xám xám này tự nó không ngưng kết. Cô muốn làm cho nó ngưng kết bằng cách cô bỏ thêm kháng thể của người vô thì nó sẽ ngưng kết. Và như vậy thì điều này chứng tỏ, nếu cô, bây giờ cô nhắc lại nè, nếu cô không bỏ kháng thể này, cô chỉ bỏ kháng thể thọ thôi, thì những cái tròn tròn không ngưng kết tại vì phản ứng, tại vì nó không phù hợp, đúng không? Bây giờ cô bỏ những chữ Y này ra đi, cô chỉ bỏ cái màu nâu nâu vô thôi thì chắc chắn hiện tượng ngưng kết không xảy ra. Mà cô vừa bỏ cái chữ Y, vừa bỏ màu nâu nâu thì hiện tượng ngưng kết xảy ra. Điều này chứng tỏ là tụi con có cái kháng thể màu xám xám, hiểu không? Nhưng kháng thể màu xám xám bản thân không ngưng kết mà cần phải có sự bổ sung của kháng thể màu nâu, hiểu không? Thì đây con có nghe nói resist không? À, resist dương, resist âm. Người Việt Nam mình đó, đa số resist dương. À, thì không sao. À, bây giờ resist dương, dương sanh ra đứa con resist dương. Vậy thì máu mình gặp máu nó không có sao hết. Nhưng mấy người resist âm mà người cha resist dương, vậy vô đẻ ra đứa con resist dương. Vậy thì máu người mẹ resist âm gặp cái máu đứa con về thức dương thì đứa nhỏ sẽ bị sảy thai, được chưa? Như vậy là thứ nhất, khi người mẹ mang thai, đứa nhỏ này về thức dương, nhưng lúc đó thì nó chưa có sự đi qua đi lại giữa máu mẹ với con. À, chưa, người mẹ chưa tạo được kháng thể chống cái về thức dương, thành ra đứa nhỏ thứ nhất không sao. Nhưng sau khi sanh được một lần rồi thì cái máu mẹ tiếp xúc với máu con ngay cái lúc chuyển dạ. Như vậy thì cái máu mẹ nó tiếp nhận được cái sự đề xuất dương của cái đứa con là thứ nhất. Vậy bây giờ người mẹ âm này bắt đầu xuất hiện kháng thể chống đề xuất dương. Vậy cái đứa nhỏ lần thứ hai được có thai thì cái kháng thể âm nó sẽ chống cái đứa dương, kết quả lần thứ hai bị sảy thai. Nhưng mà bây giờ cô làm xét nghiệm, cô tìm cái người đề xuất thì tìm không được, cô phải làm cái này thì cô mới phát hiện được bà đó là có kháng thể D này. Mà người nào có kháng thể D này á, là người đó có cái đề xuất dương, được chưa? Đó là ứng dụng trong cái đó. Cô nhắc lại, kháng globulin trực tiếp, vậy đây là bản cung trực tiếp. Giờ cung gián tiếp. Cung trạng gián tiếp là cô tìm cái kháng thể kháng D trong huyết thanh. Thì cô trộn cái huyết thanh với hồng cầu có kháng nguyên D, rồi cô cũng cho kháng thể thọ vô thì phản ứng ngưng kết xảy ra. Vậy hai phản ứng này khác nhau chỗ nào? Cung gián tiếp là tìm kháng thể tự do trong huyết thanh, cũng tìm là bây giờ trong huyết thanh này tự nhiên tìm qua coi bà này có kháng thể kháng D hay không. Còn cung trực tiếp thì cô muốn phát hiện cái sự không ngưng kết của kháng thể đó. Cung trực tiếp là cô muốn phát hiện cái tính chất không ngưng kết của nó. Thì
thì hai cái này đều cùng một ý đưa về phát hiện những cái kháng nguyên kháng thể của virus. Rồi những phản ứng dương giả âm giả, dương giả khi nào con ly tâm quá mức phản ứng sẽ xảy ra dương giả. Cái ý thứ hai, dụng cụ của mình không sạch. Thứ nhất là ly tâm quá mức, thứ hai dụng cụ không sạch, thứ ba trong cái máu của mình có sẵn những cái chất tự nguyên kết rồi, có những người đặc biệt. Thứ tư, có sự xuất hiện những cái phản ứng chéo. Thứ năm, cái người này bị bệnh thấp khớp thì hay xảy ra phản ứng dương giả tùm lum đó. Nhiều khi cái người bị thấp khớp nó xảy ra đủ thứ bệnh, HIV, giang mai gì đủ thứ. Thứ sáu, người này có những cái kháng thể dị hợp tử. Thứ bảy, con làm phản ứng mà con đọc chậm. Rồi phản ứng âm giả khi nào? Mình ly tâm yếu quá, bụng chai loại dơ, quá chất không đạt yêu cầu, quá trình thực hiện thử nghiệm không đúng thời gian ha, kéo dài ra, thời gian ủ sai, nhiệt độ sai, hiện tượng tiền dùng hậu dùng hồi nãy nha. Đó là những cái phản ứng dương giả âm giả. Bây giờ miễn dịch đánh dấu, miễn dịch đánh dấu. Khoan khoan khoan, cái này khó nè cô. Cô sẽ chọn một cái slide dễ hơn để cô chọn. Tại vì cái, những cái này nó cái là nó không được thấy, thì là cô chọn cái slide dễ cho tụi con học. Thế nào ạ? Mấy giờ rồi con? 9:30 này. Để làm. Để làm 10 phút cũng được. Mời tắt cái này. Mời tắt cái này đi. Tắt đi. Tắt nút đỏ đúng không?